Ok, thì đây mình giới thiệu một cái mẫu mạch mới ha, mẫu mạch 2023. Thì đối với cái mẫu mạch này nó có rất nhiều cái ưu điểm, được xem như là công nghệ đỉnh cao nhất hiện nay ha. Tại vì sao vậy ha? Mình sẽ nêu một số điểm mà được xem như là nó thuộc dạng là công nghệ đỉnh cao nhất hiện nay cho loa kéo ha. Okay, đối với phần revert thì đối với phần revert này mới gọi là revert thật, revert thật. Vì sao? Nó là sử dụng chip DSP lập trình chuyên cho xử lý revert này trên tầng rời này ha. Đó. Thì chút xíu nữa mình sẽ test cái tiếng revert cho các anh em xem. Revert thật là như thế nào ha. Sử dụng một cái chip chuyên xử lý tiếng revert ha. Đây Bluetooth bên trong ha, main công suất ngõ ra một kênh AV. Thì đối với cái bo mạch này á, ngõ ra nó là một kênh, thì nó có thể sử dụng cho lo đôi hoặc là lo đơn. Đối với lo đôi thì sử dụng mà 4 thắt đôi con 75 đánh ok. Với lo đơn á, thì sử dụng 4 thắt đơn hoặc 5 thắt đơn hoặc 6 thắt đơn con 100 đánh ok. Công suất thực của nó là 500W. Ok. Thì đối với đây nó có tích hợp EQ. EQ đây là tầng chỉnh, EQ sử dụng nguồn đôi, giải tầng chỉnh rộng. Chỉnh cực kỳ phê, chút xíu mình sẽ chỉnh cho các anh em xem. Ha. Revert thật ha. Chống hú. Lưu ý là chống hú. Nó có phần chống hú riêng. Chống hú riêng. Vì sao không thích hợp mà phải chống hú riêng? Vì những cái yêu cầu mà không cần chống hú, mình đứng ke sau lo thì cũng không cần thiết ha, thì mình không cần nhấn nút chống hú này. Ok chưa? Đây phần Bluetooth LCD thế hệ mới nhất 6.0. Đây là cái phần bàn phím có nhiều cái ứng dụng chức năng mới ha. Live stream cho các anh em thích live stream ha. Jack biết công ao mình giải thích thêm cho các anh em là sử dụng khi mình sử dụng hai cái loa rời thì lúc này mình sử dụng tới speaker out. Ok chưa? Cổng led, cổng âm, rồi nguồn cáp điện 2.2 là biến thế xuyến ha, biến thế xuyến. Rồi mình ắc quy mình đang cấp vô rồi, thì bật nguồn điện 2.2 lên. Đây thì đèn đang báo sạc. Ý có nghĩa là sao? Mình đang test bình và điện 2.2, test song song. Ok chưa? Còn nếu như mà mình tắt đây thì nó xem như trạng thái là bình đầy, full này ha. Bình đang là full này, ha. Bật lên. À, nó đang sạc nè. Ok, ba đèn báo ha. Rồi, nghĩa là khi mình bật điện lên á, thì nó sẽ ưu tiên cho chạy điện. Không thấy không? Thấy không? Còn nếu mình ngắt điện ra thì nó chuyển qua trạng thái là sạc bình. Các anh em lưu ý như thế. Rồi, phụ kiện đầy đủ ha. Đây, phụ kiện đầy đủ. Hai anten micro nè, một anten Bluetooth nè. Đây là những phụ kiện bắt biến thế xuyến. Đây cái remote, cái dây bình ắc quy. Đây mình đang thử test trên cấu hình là 4 tấc đơn. Bass đây mình đang sử dụng con 85 bass xịn ha, cái lô chung cái chép 450 ha. Rồi mình sẽ xíu mình sẽ test chất âm cho các anh em xem. Đang test trên cái mạch thu bộ micro. Đây là mạch thu của bộ micro pin 1850 mix xịn ha. Đây. Bit đây là cho phép mình xếp tần số chỉnh âm lượng trên một bit, trên một nút thôi nha. Gọn luôn, trên một nút thôi. Chỉ cần một nút là đủ. Mix xịn, mix sử dụng pin 18650 UHF thân nhôm ha. Đây là một cái phiên bản mẫu mới 2023, ngõ ra một kênh ha. Đó cho phép lắp lô đôi lô đơn đều được ha. Ra đây là mình phải khẳng định một câu là revert thật, revert thật. Vì sao? Nó xử lý revert sử dụng chip riêng biệt ha. Equalizer sử dụng nguồn đôi giải tầng chỉnh rộng, cho phép mình chỉnh cực kỳ sắc nét luôn ha, đẩy bass sâu như súp ha. Rồi mình sẽ tiến hành test cho các anh em xem.
không còn chần chờ gì nữa ha, một cái mẫu bo rất là đặc biệt ha. Một cái mẫu bo rất là đặc biệt, đỉnh cao nhất hiện nay. Thì dư sức đập rồi ha, đập thì dư sức đập rồi, mình giờ mình chuyển qua cái tiếng đi, coi thử cái tiếng nó như thế nào. Đập thì dư sức đập rồi, bắt mạnh luôn ha. Giờ chuyển qua cái tiếng đi. Trên lúa nghe thoáng xa tiếng hò dòng đưa, dài thùng nương hát đưa duyên ngày mùa, hạt lúa chín đã nuôi ta ngàn xưa. Con nước sông rồi con nước lớn, anh với em ở cùng một thôn, thời gian đã bước chân quen đường mòn, lòng mượn hai đứa vui duyên con. Ơi, những giọt mồ hôi tươi lên đời cuộc sống. Ok, giờ mình chuyển tới tiếng reverb thật cho các anh em xem ha. Đây, chỉnh lại chút xíu đi. Đây, reverb delay echo ha, không cần nhiều nút, mình chỉnh cho các anh em xem nghe tiếng cực kỳ tuyệt vời luôn. À đây, 1 2 nó phải như vậy em gọi là reverb ha. Mình giảm echo xuống cho các anh em xem tiếng thuần reverb ha. một giảm echo xuống xíu nữa. 1 2 6 6 ha, cái này thì ai mà ca mạnh nè ca mới nở ha. Rồi còn một cách chỉnh nữa ha, chỉnh cho các anh em xem, các anh em coi cái reverb echo này nó có gọi là reverb thật nó khác nha. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 1
Nãy giờ alo không à, giờ thử một cái đoạn nhạc nhỏ. Thêm phần chống hú ha, cho phép các anh em kê gần lo ha, không sợ hú hí gì ha. Đó là một điều rất đặc biệt cho lo kéo ha. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây ha.